Rất vui mừng được đồng hành cùng với quý khán thính giả trên hành trình khám phá lịch sử thế giới. Quý vị thân mến, lăng là nơi chôn cất, thờ cúng các vị vua. Tùy theo điều kiện, hoàn cảnh, quan niệm mà các lăng được xây dựng với quy mô cầu kỳ, hoành tráng hay đơn giản, lớn hoặc nhỏ khác nhau. Thế nhưng có một điều rất đặc biệt, trong lịch sử nước ta chỉ có các vua triều Lý là không xây lăng cho mình. Nơi yên nghỉ của các ngài chỉ là những ngôi mộ đắp đất, không dựng bia, đơn giản như mộ của những người dân thường. Đã có rất nhiều những giả thiết được đặt ra để giải thích về sự lạ lùng này. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng những ngôi mộ đơn sơ đó được xuất phát từ những tư tưởng khiến ai biết sự thật cũng đều kinh ngạc và bất ngờ. Sự thật nào đang ẩn chứa đằng sau những ngôi mộ của các vị vua triều Lý? Đại Việt Sử Ký sẽ vén màn bí mật đến quý vị trong video sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi! Lăng mộ của các vị vua chúa xưa luôn được xây dựng khá khang trang và chuẩn bị từ ngay lúc các vị vua còn tại vị. Tuy nhiên điều này lại không hề đúng với triều Lý, vì các ngôi mộ của vị vua triều đại này luôn đơn sơ giản dị, chẳng khác mộ của dân thường. Điều lạ lùng này xuất phát từ tư tưởng thương dân không muốn làm tốn kém tiền bạc, làm nhọc sức dân của Lý Thái Tổ, vị vua khai sáng vương triều Lý. Lý Thái Tổ, tên húy là Lý Công Uẩn, sinh ngày 12 tháng 2 năm Giáp Tuất 974 tại chùa Ứng Tâm, châu Cổ Pháp, nay thuộc huyện Tiên Sơn, Bắc Ninh. Thân sinh của vua không rõ tên, chỉ biết rằng năm Canh Tuất 1010, vua được tôn phong làm Hiển Khánh Vương. Còn trong giả sử và giai thoại dân gian có nhiều thuyết kỳ lạ về việc ai là cha của Lý Thái Tổ. Thân mẫu vua là bà Phạm Thị Ngà, người làng Dương Lôi, hương Diên Ẩn, châu Cổ Pháp. Sau khi lên ngôi, ông đã truy phong bà làm Minh Đức Thái Hậu. Trong số các chuyện kể mờ ảo về người cha của vua Lý Thái Tổ, có truyền thuyết cho hay ông vốn nhà nghèo phải đi làm thuê tại chùa Tiên Sơn. Ở đây, ông đã phải lòng một tiểu nữ và làm cô có thai. Biết chuyện này, nhà chùa không cho họ ở đó nữa mà buộc phải đi chỗ khác. Hai người đành dẫn nhau đến một khu rừng rậm gọi là rừng báng. Mệt quá, bèn dừng lại nghỉ chân. Để vợ ngồi chờ, người chồng đi tìm nước uống để qua cơn khát. Đến bên một bờ giếng giữa rừng, ông cúi xuống lấy nước, chẳng may sẩy chân, ngã xuống chết đuối. Người vợ đợi mãi mà không thấy chồng quay về, bèn đi tìm nhưng chẳng thấy. Đến giếng xem thì đất đã đùn lấp kín cả giếng. Biết chuyện chẳng lành xảy ra với chồng, người phụ nữ khóc lóc một hồi rồi xin vào nghỉ nhờ ở một ngôi chùa gần đó. Đêm hôm trước, sư trụ trì của chùa nằm mơ thấy Long Thần báo mộng rằng: "Hãy dọn chùa cho sạch, ngày mai có hoàng đế đến." Tỉnh dậy, nhà sư sai người làm theo lời, rồi chờ đợi. Thế nhưng, mãi chẳng thấy có ai tới chùa ngoài một thiếu phụ có thai đến xin ngủ nhờ. Vài tháng sau, vào một đêm ở khu tam quan của chùa, bỗng rực sáng, hương thơm lan tỏa. Người thiếu phụ kia chuyển dạ sinh một con trai, trên hai bàn tay có bốn chữ Sơn Hà, Xã Tắc. Sau đó trời bỗng nổi gió lớn, mưa to như chút nước, người mẹ sinh xong thì mất, mối đồn lên một đống lớn. Từ đó người dân gọi chùa Ứng Tâm bằng một tên khác là chùa Dặn, gọi chệch là chùa Dận. Nghe tiếng khóc lớn của đứa trẻ, các nhà sư vội chạy ra đưa vào trong Phật điện, dỗ dành nhưng ai bế cũng không nín. Khi sư trụ trì chùa là Lý Khánh Văn đưa tay bồng thì cậu bé im bặt và còn nhìn sư nhoẻn miệng cười. Biết đây là cơ duyên đưa tới, nhà sư liền nhận làm con nuôi, lấy theo họ Lý và đặt tên là Công Uẩn. Tháng 2 năm Canh Tuất 1010, sau khi lên ngôi ít lâu, Lý Thái Tổ từ kinh đô Hoa Lư về thăm quê hương Cổ Pháp. Khi đến khu rừng báng, nơi cha mẹ mình từng nghỉ chân, ông trông thấy cây cối xanh tốt, loài chim bay liệng, cảm động rớt nước mắt, sai đo 10 dặm đất, chọn làm cấm địa sơn lăng và lấy đây là nơi yên nghỉ của mình. Các vua Lý sau khi mất đều an táng ở đó, gọi là Thọ Lăng Thiên Đức. Ngoài ra tại đây còn có lăng của một số bà hoàng triều Lý như lăng Phát Tích, Lý Thánh Mẫu, lăng Nương Dâu, Ỷ Lan. Khu vực Sơn Lăng Cấm Địa ngày nay thuộc thôn Cao Lâm, xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh. Theo phong thủy, Thọ Lăng Thiên Đức có 8 đường cao và 8 dọc nước. Từ trên cao nhìn xuống tựa như những đầu rồng nên còn được gọi là Bát Long, Bát Thủ. Cùng châu vào lăng Phát Tích, nơi an nghỉ của Lý Thánh Mẫu, Minh Đức Hoàng Thái Hậu, Phạm Thị, tức bà Phạm Thị Ngà,
mẹ vua Lý Thái Tổ. Trong tấm bia cổ pháp điện Tạo Bi, dựng năm Giáp Thìn 1604, đời vua Lê Kính Tông có đoạn viết: Vận trời sinh ra chúa sáng đều ứng vào người có đức, có tài. Mở đầu khi sinh ra chúa sáng, tuy rằng mệnh trời hưng vượng, thực có nơi thắng địa, đất cổ pháp là nơi thắng địa bậc nhất Kinh Bắc, lăng phát tích, đất gối, đầu của 8 con rồng, hình tượng đẹp muôn hình muôn vẻ, vượng khí tốt toát lên, nơi này rất linh thiêng, cho nên nảy sinh 8 vua triều Lý, được lâu dày độc đáo. Sách sử cho biết, ngày 3 tháng 3 năm Mậu Thìn 1028, Lý Thái Tổ lâm bệnh mất, thọ 54 tuổi. Giả sử thì truyền rằng trước khi băng hà, vua đã căn dặn các quan, khi ta mất không được xây lăng to đẹp bằng gạch đá, mà mộ chỉ cần đắp bằng đất để đỡ tốn tiền bạc của dân. Quân lính và thường dân nếu có thương nhớ vua thì cứ lấy đất đắp lên, càng cao càng quý. Khi mộ cao cỏ mọc nhiều thì châu bò sẽ có thức ăn trở nên béo khỏe, có sức để cày ruộng cho dân. Đây cũng là nơi vui chơi của trẻ mục đồng. Càng gần với vua, các em càng nhớ tới công ơn của các vị tiền nhân, sẽ trở thành người tốt. Theo lời truyền dặn của ông, chỗ an táng các đời vua Lý đều không xây lăng mà chỉ xây mộ nhỏ, sau đó phủ đất lên trên. Tuy chỉ là mộ, nhưng vì là nơi yên nghỉ của các bậc đế vương nên các triều đại sau đó đều gọi là lăng. Đặc biệt đến thời Hậu Lê, ngoài việc trùng tu mở rộng nơi thờ các ngài là đền Lý Bát Đế, còn gọi là đền Đô, đền Cổ Pháp, triều đình đã đắp đất lại và cho xây gạch tại các mộ vua Lý cho cao hơn mặt ruộng từ 15 tới 20 mét, gọi khu vực đó là Lý Triều Lăng Miếu, đồng thời cho biết tại Đống Cao xứ có 2 lăng. Đống Sáo xứ có 1 lăng, Vườn Vọng xứ có 1 lăng, Đường Muội xứ có 1 lăng, Đường Phong xứ có 2 lăng và Thổ Liệt xứ có 1 lăng. Tấm bia cổ pháp điện Tạo Bi còn có đoạn viết về lệnh cấm của triều Lê như sau: Ruộng phụng sự cày cấy dùng vào việc thờ cúng, tế lễ đền cổ pháp không ai được chiếm đoạt. Các sơn lăng cấm địa ở khu đường Thuẫn, Long Vĩ, Đống Sáo, Ngõ Lọ, Đồng Găng, đường Cây Găng, đường Rụt Bến đều là lăng nội cấm địa. Mọi người không được khai phá, đẵn cây cối, nhà cửa của dân phải rời ra nơi khác. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí soạn vào đời Nguyễn cũng có đoạn viết: Khu đất rộng chừng 100 mẫu, cây cổ thụ tùm là cấm địa và lang thang mộc ấp của nhà Lý. Ruộng sơn lăng được coi là ruộng công vĩnh viễn, giao cho dân xã sở tại chia nhau cày cấy, nộp một phần hoa lợi để chi phí vào việc thờ phụng các vua nhà Lý, sửa sang và bảo vệ lăng tẩm. Ngoài lăng Lý Thái Tổ hình lòng chảo, còn gọi là lăng lòng chảo, lăng các vua Lý khác đều xây hình chóp nón, được gọi bằng cái tên dân dã như lăng Cả, lăng Lý Thái Tông, lăng Hai Lý Thánh Tông, lăng Ông Voi Lý Nhân Tông, lăng Đường Do Lý Thần Tông, lăng Đường Thuẫn Lý Anh Tông, lăng Thủ Sơn Lý Cao Tông, lăng Long Trì Lý Huệ Tông. Riêng mộ Lý Chiêu Hoàng được đặt bên bìa rừng báng, được gọi là lăng Cửa Mả. Nơi yên nghỉ của các vua triều Lý từ bao đời nay trải qua bao mưa gió thời gian và những cơn binh lửa chiến tranh nhưng vẫn được người dân chăm sóc, bảo vệ, giữ gìn cẩn thận. Thời gian gần đây, chính quyền và nhân dân địa phương đã xây dựng thêm trước mỗi mộ vua một gian thờ nhỏ và xây tường gạch bao quanh. Trên mộ có dựng tấm bia hai mặt chữ Quốc ngữ và chữ Nho, khắc chữ ghi miếu hiệu, tên Húy, thời gian ở ngôi báu, tuổi thọ và ngày giỗ của các vua nhà Lý. Nhắc đến hai triều đại Lý, Trần đã có rất nhiều những câu chuyện ly kỳ và bí ẩn. Một trong số đó phải kể đến kết cục bị ép nhường ngôi, đi tu rồi bị giết là kịch bản giống hệt nhau cho cả hai ông vua cuối cùng của triều Lý và triều Trần. Xét về danh nghĩa, Lý Huệ Tông và Trần Thuận Tông chưa phải là những vị vua cuối cùng của triều đại họ. Vì sau Lý Huệ Tông còn có Lý Chiêu Hoàng, sau Trần Thuận Tông còn có Trần Thiếu Đế. Nhưng hai vị vua cuối cùng đó chỉ là những đứa trẻ không biết gì, được đặt lên ngôi làm bước đệm cho sự thoán đổi triều đại. Thực tế triều Lý đã kết thúc từ Huệ Tông và triều Trần cũng chấm hết từ Thuận Tông, đây phải chăng là kết quả cho một lời nguyền? Lời nguyền của vua Lý. Số phận long đong khiến Lý Huệ Tông phải chạy loạn từ 10 năm tuổi và trên hành trình đó, ông đã gặp mối lương duyên định mệnh với Trần Thị Dung, người ông đã hết lòng yêu thương và bảo vệ, nhưng cũng chính là mối tình ấy đã dẫn đến sự tuyệt diệt của nhà Lý. Ngay từ khi lên ngôi,
Lý Huệ Tông đã chẳng mấy có thực quyền bởi quần thần chia thành nhiều phe phái xâu xé nhau và cuối cùng quyền lực lớn nhất về tay nhà Trần, đứng đầu là ông anh vợ Trần Tự Khánh. Khánh mất, địa vị đó lọt vào tay em họ ông là Trần Thủ Độ. Chỉ một năm sau khi nắm quyền, Thủ Độ đã ép Huệ Tông phong cho công chúa Chiêu Thánh mới 7 tuổi làm thái tử rồi nhường ngôi. Huệ Tông thanh thái thượng hoàng, xuất gia đi tu ở chùa Bút Tháp lấy pháp danh là Huệ Quang. Có vẻ như Huệ Tông đã an phận với đời tu hành, nhưng 2 năm sau, vào năm 1226, Trần Thủ Độ sợ lòng dân vẫn nhớ vua cũ nên để khỏi đêm dài lắm mộng, ông quyết định kết liễu sinh mạng Huệ Tông. Một hôm Thủ Độ đến chùa tìm Huệ Tông, thấy ông đang nhổ cỏ liền nói: "Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc." Huệ Quang đại sư đáp: "Điều người nói ta đã hiểu." Và sau đó treo cổ tự tử. Tương truyền trước khi chết, ông vua Triều Lý có để lại lời nguyền: "Các ngươi đã cướp thiên hạ của ta, nay lại còn giết ta, nay ta chết như thế nào, con cháu các ngươi sau này cũng bị như thế." Chuyện vua Lý nguyền rủa dòng họ Trần có lẽ chỉ do người sau thêu dệt, bởi trong những thời khắc hung hiểm như vậy, khó ai làm chứng. Nhưng có một sự thật là kết thúc của dòng họ Trần sau đó gần 200 năm cũng có rất nhiều điểm tương đồng với kết cục của nhà Lý, nhất là cái chết của hai ông vua cuối cùng. Thứ nhất, vương triều của họ đều mất về tài ngoại thích, họ hàng của những người đàn bà được vua yêu dấu. Kẻ tiếm ngôi nhà Trần, Hồ Quý Ly, có hai người cô làm vợ vua Trần Minh Tông. Đến đời Nghệ Tông, ông được tin dùng với quyền lực ngày một lớn, đến mức hầu như quần thần đều thấy rõ bụng dạ thoát đoạn. Chỉ riêng Nghệ Tông vẫn mù quáng tin tưởng, giao hết quyền bính vào tay Quý Ly. Sau này, Nghệ Tông nhường ngôi cho cháu là Trần Hiện. Trần Phế Đế, vị vua trẻ, biết dã tâm của họ Hồ và có ý trừ bỏ. Nhưng Hồ Quý Ly chỉ nói vài câu với Thượng Hoàng Nghệ Tông là Trần Hiện đã lập tức bị phế rồi giết chết. Sau vụ đó, Thượng Hoàng Nghệ Tông lập con trai mình mới 11 tuổi lên ngôi là Trần Thuận Tông. Vị vua thiếu niên này được sắp đặt lấy con gái của Hồ Quý Ly lập làm hoàng hậu. Tay chân của họ Hồ nắm hết các chức vụ trọng yếu và sau khi Thượng Hoàng Nghệ Tông mất thì ông ta chẳng còn kiêng nể gì nữa. Bên cạnh ông con rể hoàng đế ở tuổi thiếu niên, chính Quý Ly mới là ông vua thực sự. Năm 20 tuổi, Thuận Tông bị ông bố vợ ép xuống chiếu nhường ngôi cho con trai mới 2 tuổi là Thái tử An, với quyền nhiếp chính của Hồ Quý Ly. Tương tự Lý Huệ Tông, sau khi trở thành Thái Thượng Hoàng, Thuận Tông bị ép đi tu ở đạo quán Ngọc Thanh, xung quanh có bao tay chân của họ Hồ giám sát. Cũng như Trần Thủ Độ, Quý Ly muốn nhổ cỏ tận gốc nên đã sai người đưa đến cho Thuận Tông một bài thơ, trong đó có câu: "Sao không sớm liệu đi, để cho người nhọc sức." Thuận Tông uống thuốc độc nhưng không chết, bị tay chân của ông bố vợ tàn nhẫn thắt cổ, chết ở tuổi 21. Đứa con của hai ông vua bị ép chết sau khi xuất gia này cũng đều mang số phận tốt thí. Lý Triều Hoàng vừa được đặt lên ngôi đã phải nhường ngay cho họ Trần để làm hoàng hậu, sau đó bị giáng làm công chúa rồi bị chồng cũ gả cho bề tôi. Còn con trai của Thuận Tông lên làm vua được 2 năm thì bị ông ngoại cướp ngôi, giáng xuống làm Bảo Ninh đại vương. Ngôi chùa khởi đầu và cũng là kết thúc của Triều Lý. Nhân nói đến lời nguyền của vua Lý khiến vương triều Trần cũng có kết thúc thê thảm tương tự nạn nhân của họ, ta không thể không nhắc đến lời nguyền khiến nhà Lý diệt vong. Đây chỉ là một truyền thuyết, nhưng nhân vật liên quan lại trở thành thành hoàng của một ngôi đình hiện vẫn còn ở Hà Nội. Đó là đình làng Bái Ân thuộc phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. Thành hoàng làng này là vợ chồng ông Vũ Phục, sống bằng nghề bán dầu nên còn gọi là ông dầu bà dầu ở triều Lý Nhân Tông. Vợ chồng họ đã tự chẫm mình xuống sông, dâng mạng cho thần để chữa bệnh đau mắt cho vua, nhờ thế mà được thờ làm thành hoàng. Tuy nhiên trong câu chuyện dân gian khác, hai ông bà bị ép chết. Chuyện rằng vua Lý đau mắt mãi không khỏi, thầy bói nói vua bị thủy phương càn tuất xuyên vào mắt, muốn trấn áp thì phải lập đàn cúng Hà Bá ở ngã ba sông Tô Lịch và Thiên Phù cầu phương cách. Thần báo mộng là sáng tinh mơ ngày 30 tháng 11 năm đó phải cho người đứng ở bến đò, thấy ai đến đầu tiên thì bắt quẳng xuống sông phong làm thần, bệnh sẽ khỏi. Mờ sáng hôm đó, vợ chồng ông giàu bà giàu quẩy hàng đi bán thì bị quân lính giữ lại, hỏi han mấy câu rồi tóm lấy,
lôi sành sạch ra sông quẳng xuống, mặc cho họ van xin. Bệnh của vua quả nhiên khỏi, nhưng linh hồn ông giàu bà giàu hết sức căm hận, đã nhập đồng vào một lão chủ quán ở bên sông, nói rằng: "Chúng mày là quân tàn ác, dã man, chúng mày là quân giết người lương thiện, chúng mày sẽ chết tuyệt diệt. Họ Lý chúng mày sẽ không còn một mống nào để mà nối dõi, chúng tao sẽ thu hẹp hai con sông Tô Lịch và Thiên Phủ lại." Quả nhiên sau đó, sông Thiên Phủ cứ bị lấp dần rồi mất, còn sông Tô Lịch tấp nập thuyền bè cũng thành rãnh nước bẩn bé tẹo. Còn con cháu nhà Lý là Lý Huệ Tông kết thúc cuộc đời của mình trong chùa Bút Tháp. Ở đây có một điểm trùng hợp nữa, nhà Lý phát tích từ chùa mà tuyệt tích cũng từ chùa. Vậy mới thấy thời thế xoay vần thật kỳ lạ. Ca dao có câu: "Còn vua thì lại làm vua, còn sãi ở chùa đi quét lá đa. Bao giờ dân nổi can qua, còn vua thất thế lại ra quét chùa." Nhưng với nhà Lý, ngoại lệ đã xảy ra. Còn sãi sau thời gian ở chùa đi quét lá đa đã lên ngôi hoàng đế, đó là Thái Tổ Lý Công Uẩn. Có điều hậu duệ của ông hơn 100 năm sau đến ngày thất phế lại phải ra quét chùa, và rồi muốn tiếp tục quét chùa cũng không được. Phận đế vương một khi bị đẩy khỏi ngôi trời chỉ có một con đường chết. Quý vị nghĩ sao về những câu chuyện này? Hãy để lại bình luận bên dưới video này của Đại Việt Sử Ký nhé. Đừng quên đăng ký kênh để nhận những video mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Đại Việt Sử Ký.